Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe mang thương hiệu rất là mới Brazil, Lazin OK600. Vâng, một thương hiệu đến từ đất nước Brazil. Vâng, và theo em tìm hiểu thì Lazin Buy có rất nhiều trang web nói về những chiếc khung của xe này. Đây các bác có thể thấy thương hiệu Brazil. Đây định vị trên bản đồ đây. Họ có làm rất nhiều trang web về chiếc xe này. Một thương hiệu chuyên làm về mountain bike, những xe đổ đèo leo núi. Vâng, các bác có thể thấy vâng. Và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chi tiết xe. Đầu tiên là về hình thức xe đây, cũng còn khá là đẹp vì tận bờ zin sang nên là không thể tránh khỏi những vết xước như thế này, không đáng kể các bác nhé. Tôi nghĩ đây chỉ là những vết nổ nhiệt thôi, không đáng kể đâu. Hình thức rất là đẹp, 85-90%. Có thể đây là miếng phản quang người ta dán vào. Vâng, và trên khung xe thì có rất nhiều tem chìm các bác nhé, không thể fake được, tem chống hàng giả, cọc yên và yên thì đều nguyên bản của Lazin. Lazin OK600 mountain bike, hãng chỉ chuyên sản xuất về những chiếc dòng địa hình đổ đồi leo núi. Trên xe thì không có size. Bây giờ em sẽ đo size các bác xem. Vâng, và size xe là 44, phù hợp các bác trên dưới 1m6 đến 1m68 có thể đi vừa chiếc xe này. Vâng, em sẽ lướt nhẹ khung xe để cho các bác xem hình thức xe. Còn rất nhiều vết bụi, xe vừa về em quay lên luôn các bác xem, chưa kịp lau chùi gì cả. Xích lít thì rất là khá là tốt của Shimano. Xe sử dụng củ đề Shimano Antut. Gạt đĩa Shimano Hashira. Ghi đông cổ phốt đều của Lazin. Nguyên bản chính hãng các bác nhé. Logo xe bên dưới có tem gì không? Vâng, và chỉ với 5,5 triệu các bác có thể sở hữu chiếc xe mang thương hiệu của Brazil được, rất tốt trong tầm giá đối với một chiếc xe đổ đèo leo núi. Và xe sử dụng tay bấm xả Shimano, bên này bên lip 9 tầng, bên đĩa 3 tầng. Đảm sóc, sóc khá là ok. Đây cái tem của giảm sóc đây. Các bác có thể lên Google để search thêm về chiếc xe này. Thương hiệu của Mayer bạc đạm các bác nhé. Ở đây điều đặc biệt là chiếc xe này người dùng trước
người ta đã nâng cấp đôi phản quang lên, vành phản quang. Đi buổi tối mà đèn chiếu vào nó sẽ kiểu phát sáng lên các bác. Đua nốc đi đường mưa thì sẽ không bị gì nữa, những chiếc đua khác. Đua rất là tốt. Giờ sẽ quay chi tiết lốp. Vâng, và lốp, thông số lốp là 26x195. 26. Phanh dầu thủy lực của Shimano. Vâng, là xe sử dụng cấu hình 9 lít 3 đĩa cho xe 27 tốc độ. Đây là website của xe. Có thể lên Google đánh website này để check thêm về xe đây. Website thì vừa em đã quay các bác xem rồi. Hay ơi bạc đạn. Vâng, bây giờ em sẽ test chuyển động các bác xem. Lên lít. Chuyển động rất là trơn tru và mượt mà. May ơi bạc đạn. Lít Shimano. Xuống lít. Động rất là tốt các bác nhé. Đúng đĩa. Đúng đĩa. Gạt đĩa của Shimano luôn. Lên. Chuyển động rất là tốt các bạn. Galadin OK600 của Brazil. Ta sẽ quay qua một lượt chiếc xe này. Vâng, và chiếc xe Lazin OK600 mang thương hiệu của Brazil ấy đang được bán với giá cực tốt tại cửa hàng Kiên Xe Đạp, mức giá 5,5 triệu, miễn phí ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709943 để được xem những hình ảnh chi tiết về chiếc xe này. Xin chào, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Ngoài ra bên em còn bán những đồng hồ về Nhật, Nga và Thụy Sĩ. Các bạn hãy lên YouTube và tìm kênh Kiên Đồ Cũ để xem những mẫu đồng hồ bên em. Xin chào các bác đã theo dõi video.